Sau đây mình sẽ hướng dẫn sử dụng cái bộ điều khiển cửa cuốn IS kết nối Wi-Fi điện thoại. Đây, bộ này nó dùng cho các động cơ xích. Đây, cáp của nó sẽ có 6 dây như này. Đây là hai cổng để đấu vào đèn, dùng đèn 220V. Khi cửa đang đóng hoặc mở thì nó sẽ sáng đèn lên, sau 1 phút thì nó sẽ tự tắt đi. Còn đây là cổng để đấu vào còi 12V hoặc là cảm biến dừng ở trên cửa, tức là cảm biến vật cản đấy. Đây là các cái nút học lệnh điều khiển. Đây để học lệnh remote nhé. Đây là cái remote của nó, ban đầu không dùng được. Để học lệnh remote, bạn bấm giữ phím này khoảng 1 giây, đèn nó sáng lên, xanh sáng lên. Bấm giữ phím bất kỳ trên remote, thế là đã điều khiển được. Đây là điều khiển chưa dùng được, nó chỉ học được một remote đầu tiên nhé. Sau đầu nếu mà thêm remote thì phải dùng app hoặc là dùng điều khiển đang sử dụng được, bấm đồng thời phím dừng và phím khóa. Sau đấy lại bấm phím bất kỳ ở trên điều khiển mới thì nó sẽ điều khiển được. Còn nếu nếu mà đã điều khiển đã dùng được rồi thì không phải bỏ qua cái bước học lệnh như nhé. Hai điều khiển này đang sử dụng được rồi thì các bạn bỏ qua bước đấy đi. Đấy, để kết nối wifi thì các bạn để ý này. Cái đèn đỏ này, đèn đỏ nếu mà nháy chậm như này thì là nó đang không kết nối được wifi. Và để vào chế độ kết nối wifi thì các bạn bấm 3 lần nút này. 3 lần nút này, 1 2 3 rồi nhả tay ra nhé. Còn trên điện thoại này, các bạn cài app SafeMate. Đây, app SafeMate này. Đăng ký tài khoản và đăng nhập. Đấy, các bạn bấm này 1 2 3. Đấy, đèn đỏ nó sẽ nháy liên tục rất là nhanh. Trên điện thoại bấm thêm thiết bị. Đấy, cài đặt wifi. Chọn các bạn nhập mật khẩu wifi nhà mình nhé. Cái wifi điện thoại này đang kết nối vào và muốn cái bộ này kết nối vào tiếp thì các bạn nhập mật khẩu vào, bấm tiếp theo. Đấy, các bạn để ý nhé, đèn đang nháy nhanh này, nháy chậm dần này. Đây, nó đã tìm thấy thiết bị này, thiết bị kết nối thành công, đèn đỏ dừng nháy, thêm hoàn tất. Đây, nó chính là cái thiết bị ở dưới này. Còn cái camera kia là cái camera của mình nhé, để mình sẽ hướng dẫn các bạn kết hợp với camera. Đây, đấy, ở đây thì các bạn có thể điều khiển được luôn nhé. Lên dừng xuống. Đấy, đây là khóa và mở khóa nhé. Khi khóa thì sẽ không điều khiển được nữa, cái remote không điều khiển được nữa. Mở khóa. Đây, các bạn bấm vào hình 3 chấm này này, nó sẽ có các cái thông số cài đặt thiết bị. Ở đây các bạn có thể đổi tên thiết bị này. Đẩy này, đẩy là nó sẽ thông báo điện thoại này. Còn đây là cái kết hợp với camera. Nếu các bạn đã có camera rồi nhé, camera cùng app của cái này nhé, các bạn có thể kết hợp vào. Tôi chọn vào đây. Đây mình đang có một cái camera, mình sẽ kết hợp như này, bấm new. Đấy, thì nó sẽ chia đôi màn hình như này. Đấy, vừa xem cửa vừa điều khiển. Rất là tiện. Đi đâu không có nhà mở cửa vẫn nhìn thấy cửa được, thì nó sẽ an toàn hơn. Còn không có camera thì thôi. Còn đây là nâng cấp phần cứng và phần mềm này. Đây là khôi phục mặc định này, khôi phục các thông số mình đã cài đặt. Còn khi không có camera thì nó chỉ có một cái hình ảnh động đây để tượng trưng thôi. Còn ở đây thì có mấy thông số này. Bạn vào phần chức năng đặc biệt nhé. Chức năng đặc biệt này thì nó có mấy phần này. Tức ở đây là cái phần trên là nó sẽ đo cái hành trình của cửa, nó chạy hết bao nhiêu giây này. Còn cái tự động ngắt này, cái tự động ngắt thì nó cũng có một cái hay này. Tức là các bạn có thể đặt thời gian cửa tự đóng sau khi mình mở cửa lên nhá, nó lên hết hành trình hoặc là mình bấm dừng giữa chừng thì sau bao nhiêu giây thì cửa sẽ tự đóng xuống. Cái chức năng này rất hay ở trong việc quản lý các cái khu chung cư, cái nhà xe ấy.
Nhiều người đi lấy xe xong quên không đóng thì sử dụng chức năng này. Ví dụ mình đặt 30 giây thì mình khi mình cửa lên chẳng hạn 36 giây xong nó tự đóng. Đấy. Đấy là 30 giây đấy, mình đang mở nhé. Đấy, nó tự đóng xuống. Còn không dùng nữa thì bạn tắt đi. Cái đổi hướng motor này. Ví dụ như bạn đang bấm nút lên nó thành xuống, đang xuống thành lên thì các bạn bấm đảo cái này nhé để đổi chiều nhé. Còn cái điều khiển từ xa này, cái tách rời với cả xoay vòng này là như này. Tách rời tức là có bốn nút thì là bốn nút lên xuống dừng khóa riêng biệt. Đấy. Còn nó xoay vòng thì mình chỉ sử dụng một nút thôi, một nút duy nhất, bấm cái lên, bấm cái lại dừng, bấm cái lại xuống. Đấy, tùy nhu cầu sử dụng. Còn cái cuối cùng này là cái hồng lệnh remote này, nếu muốn thêm remote thì bấm vào đây. Thế sau bấm nút bất kỳ, giữ nút bất kỳ trên remote. Remote này phải cái remote cùng hãng nhé, cùng loại mã nhé, không phải cái remote nặng vào được. Đấy, nó rất là dễ thôi. Đấy, trong này thì nó có các cái thông số khác, các bạn tự tìm hiểu. Trong này nó có quản lý tài khoản nhé. Đây là tài khoản chính của mình này. Đấy, các bạn có thể bấm vào đây để tự động đăng nhập mỗi lần rồi, hoặc là tắt đi thì mỗi lần vào thì phải nhập mật khẩu. Còn muốn nó tự động đăng nhập thì bấm vào đây. Ảnh đại diện. Còn cái mục quản lý tài khoản phụ này nhé. Các bạn có thể thêm được 5 tài khoản phụ. Ví dụ như mình là tài khoản chính nhé, nhà mình có thêm 5 người nữa là 6 người. Thì các bạn có thể vào đây để tạo thêm được 5 tài khoản phụ. Sau khi tạo xong thì điện thoại khác sẽ đăng nhập bằng tài khoản phụ này thì sẽ điều khiển được cửa. Tài khoản phụ bắt buộc phải đăng ký từ tài khoản chính nhé, chứ không được tự đăng ký. Đây là có mấy cái cài đặt. Đây là thông báo. Đây trong này có hướng dẫn sử dụng nữa. Đấy. Trong này nó có hết các hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt, từ quản lý tài khoản thêm thiết bị các thứ.